Ngay từ sáng sớm 19 tháng 7 năm 2022, đã có nhiều người dân đến trạm y tế phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Phường Thảo Điền vẫn thường được gọi là phường nhà giàu, khu nhà giàu bởi tập trung rất nhiều biệt thự. Xem trên TV nói là đẩy mạnh tiêm mũi 4, thì là đến cũng là đến hạn rồi, thành ra đi tiêm cho nó đảm bảo, cũng yên tâm hơn, chứ còn cũng không có vấn đề gì. Cái căn bản là mình cũng phải tự bảo vệ mình, đấy là chính. Thế nên là nhà nước đã cho chích thì mình đi chích. Có người từng nhiễm COVID-19, tuy nhiên sau khi khỏi 6 tháng, họ cũng chủ động đi tiêm vaccine COVID-19 để tăng cường miễn dịch. Tiêm lâu rồi cái hệ miễn dịch mình nó cũng giảm rồi, giờ mình đi tiêm để mình phòng ngừa bệnh thôi. Tiêm mũi thứ hai rồi là cái con dâu nó đi làm á, dễ nhẹ nhiễm cho đứa cháu nội, mình giữ đứa cháu nội mình bị nhiễm. Mà có 3 ngày mình hết. Có thể là mình tiêm 2 mũi vaccine rồi cho nên là mình mới nhiễm, có 3 ngày là mình test lại là âm tính. Phường Thảo Điền là nơi sinh sống của rất nhiều người nước ngoài. Chính quyền địa phương đã triển khai công tác vận động, tuyên truyền họ đến để tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trạm y tế. Trong ngày 19 tháng 7 năm 2022, có nhiều người đi tiêm vaccine COVID-19 bày tỏ sự hài lòng đối với chính sách tiêm vaccine miễn phí cho người dân của chính phủ Việt Nam. Tôi cảm thấy chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh và tạo điều kiện tốt nhất để mọi người đều có thể tiếp cận được với vaccine phòng COVID-19. Và theo tôi, đây là một chính sách rất đúng đắn. Cũng như nhiều người nước ngoài khác sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Ingrid Cater, người Philippines, đã đưa các con mình đến trạm y tế phường Thảo Điền để tiêm vaccine COVID-19 sau khi bản thân đã được tiêm vaccine tại phường trước đó. Tôi đưa hai con đến tiêm bởi tôi và các con nhận thức được tầm quan trọng của vaccine và theo yêu cầu của ban quản lý chung cư. Từ cuối tháng 5 năm 2022 đến nay, trạm y tế phường Thảo Điền đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho những người từ 12 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Việc tiêm vaccine được thực hiện cả tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Mỗi ngày có hơn 100 người, cao điểm có ngày gần 400 người tập trung tới trạm để tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, trạm cũng phân công lực lượng hỗ trợ tiêm tại nhà cho những người lớn tuổi. Trong quá trình tiêm chủng, trạm y tế phường Thảo Điền đã triển khai đội hình tiêm chủng tại nhà để tiêm cho những người dân không có khả năng tới trạm. 10 giờ rưỡi mà mình mới bắt đầu là mình đi tiêm tại nhà. Những trường hợp mà người ta không đi được á, bị liệt nửa người á, người ta đi không đi lại được á, người già lớn tuổi hoặc là diện chính sách, bà con là cán bộ hưu trí á, thì 10 giờ rưỡi là có một đội tiêm của trạm y tế, là mình gần đây mình xuống cho bà con để mình tiêm cho người ta. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022, tổng số mũi vaccine đã tiêm là hơn 22,2 triệu mũi, bao gồm hơn 8,5 triệu mũi 1, hơn 7,5 triệu mũi 2, hơn 685.000 mũi bổ sung, hơn 4,5 triệu mũi nhắc lần 1, hơn 944.000 mũi nhắc lần 2.